úm chuồng này cũng được, mà các bạn phải dừng lại nha. Các bạn dây dừng dừng bao là gì như vậy nè, mình hạn chế gió vô nha các bạn. Mình úm đi, úm khoảng mùa mùa mưa này mình úm khoảng 10 15 ngày nha các bạn. 15 ngày đi, cho nó đủ cái độ ẩm đó, cho nó đủ độ cái độ nóng thì mình hả ngưng cũng được nữa. Nhưng mà tối thì mình bắt bóng đèn lên. Mình bắt bóng đèn lên tặng cho nó ấm nha các bạn. Tại vì cái này nó nở ra mẹ nó không có ấm, không có ấm, cho nên mình phải nhờ đến cái bóng đèn này nè. Cái bóng đèn này mình mua có 7.000 hả các bạn. 7.000. Còn các bạn nào mà có ý để định nuôi đó thì các bạn mua cái chuồng này nè, bự lắm nha các bạn. Chiều ngang tới một một thước là một thước là mình mua có 150.000 ha. Các bạn mua về rồi rồi các bạn ấm luôn nha. Mình về mình chỉ ghép lại thôi, ghép lại rồi mình thả vịt vô, rồi mình mua bóng đèn mình ấm như nè các bạn, rất dễ nha. Nói chung thì mình nuôi khoảng vài chục con là rất là dễ. Ở nhà không làm gì, có đất thì mình cứ mạnh dạn mình nuôi đi các bạn ơi. Cái giống vịt Xiêm đen này nè, tuy nó không có lớn bằng cái giống Lai Pháp bây giờ, nhưng mà thịt của nó thì nó ngon. Chứ ở địa phương mình thì nói chung là người, trời ơi nó chẹo luôn kìa các bạn ơi. Các bạn thấy con vịt của mình chưa? Ôi cái con vịt của mình nó leo cái con vịt nó leo tường luôn kìa, các bạn thấy thế nó mạnh chưa đó. Đây vịt mình mới nở nha, thấy không? Con nó bự nha các bạn, mới nở mà con nó bự lắm luôn. Cái chuồng của mình nè, tổng cộng nở được 80 con các bạn, còn mấy ổ kia nó đang chuẩn bị nở nữa nữa đó. Đây khách nào có đặt mua thì alo liền cho mình rồi mình chừa lại nha. Không ơi, để tại vì mình cũng ít hả, cho nên để mình khi mua là hết nha các bạn. Đây đó, mày thấy không? Các bạn khoảng có khoảng vài mét vuông là các bạn nuôi nuôi vịt cũng được nè. Vịt thì nó rất dễ nuôi. Các bạn nuôi khoảng 5 con hoặc một chục con là cũng rất là dễ nha. Đó các bạn thấy nhanh không? Mới nãy có cái con kia nó leo lên trên cái tự, leo lên trên cái dây dắt luôn nè. Đó. Một con này nó rất là bự con nha các bạn. Đó. Đây này nó bự con lắm luôn nha. Đây này các bạn thấy chưa? Phóng xuống. Ồ, nó mạnh lắm luôn các bạn. Các bạn con này nó phóng luôn nha, phóng xuống con. Đó. Đó, nó mạnh lắm. Mà mới nở ra mà nó bự gì nè, đó các bạn thấy chưa? Cái giống này nó cũng bự lắm nha các bạn. Con đó, các bạn coi nó leo nè. Có con vịt nào mà leo leo gì vịt gì mà nó leo tường nữa nè các bạn ơi. Cái bài vịt của mình nở được kia rồi đó. Mình mua cái bóng bóng đèn mới lớn thôi, mình mua 7.000 thì mình ấm nha các bạn. Đây qua đây nhanh tay, nhanh tay ủng hộ mình nha. Vịt Xiêm đen, vịt Xiêm ta của mình. Các bạn nào mà sợ không biết ấm thì mình ấm giùm các bạn 5 ngày thôi, ấm cho các bạn 5 ngày rồi các bạn về các bạn ấm lại là các bạn không có còn sợ gì nữa hết trơn á. Nó rất là mạnh nha. Đây đó.
Các bạn thấy thấy nó nhanh không? Các bạn thấy nó nhanh, nó lăn lại chưa? Đó, bắt đầu nó nóng rồi đó. Nóng là nó tản ra nha các bạn. Đó, chú vịt nó đang nhìn kìa các bạn thấy không? Nó lăn chứ sợ lăn luôn đó thấy không? Thấy nó đang nó đứng nó dòm chứ các bạn. Bây giờ mình cứ nuôi đi nuôi, mình mua khoảng 20 con rồi mình nuôi, mình cứ 1 tháng 20, 1 tháng hay 20 là các bạn nói chung là ở nhà và các bạn làm gì đi. Nói chung thì nó không có nhiều thiệt nhưng mà nó cũng kiếm được tiền, ít để điện nước thì cũng được. Các bạn thấy không? Đó, nó đang nó leo luôn các bạn thấy cái con vịt nào mà nó leo đó, nó leo tường, nó treo dọn rồi phóng xuống. Nó treo tường, nó phóng xuống các bạn thấy không? Rồi các bạn nào mà có mua có cần giống thì cứ nhanh tay alo đặt mình chừa lại cho các bạn nha. Đây nè các bạn thấy không? Rồi xin chào các bạn, nhớ ủng hộ mình nha. Đây, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ quay cho cả nhà xem là bài vịt của mình nó mới nở nè cả nhà ơi. Đây các bạn thấy không? Đây, những con này nó rất là khỏe nha các bạn, mà nó bự con nữa nè. Đó thấy không? Đây mình nuôi trong cái chuồng mình đang ấm nè các bạn. Đây một này là được mấy chục con nha các bạn, 70-80 con gì đó. Cả nhà mình có ai nuôi thì alo cho mình nha. Đây nè các bạn, mình sẽ quay cho bạn coi. Đây vịt thì mới nở được 3 ngày nè các bạn. Các bạn thấy không? Vịt sim đen nha. Đây là bài vịt sim đen mà mình mới xuống nè các bạn. Này là mẹ nó ấp nha các bạn. Các bạn thấy nó bự con không? Mà nó nhanh, nó lẹ lắm. Đó các bạn thấy không? Nè. Mình muốn coi nó mạnh hay là nó yếu mà mình dỗ cái chuồng nè. Mình dỗ cái chuồng bắt đầu là nó sẽ tản nha các bạn. Đó, thấy không? Mình đang có khoảng 100 con nha. Bạn nào có mà nhu cầu nuôi thì alo cho mình nha các bạn. Tại vì mình nuôi hộ gia đình cho nên số lượng của mình ít có hạn rồi, cho nên mình các bạn nào có mua thì nhanh tay nhắn tin hoặc gọi điện cho mình nha. Đây đó các bạn thấy không? Đó. Bên đây nữa là các bạn, bên đây một, tại vì mình phân nhiều quá cho nên mình phân làm 2 ô nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Đây. Đây là những cái chú vịt nè các bạn thấy không? Nó mạnh lắm nha các bạn. Vịt sim đen mà các bạn để ý nó có cái 4 chấm vàng ở trên lưng nè các bạn thấy không? Đó. Đây là vịt sim ta của mình đó. Đây. Mình nuôi vịt sim giống đẻ rồi mình ấp trứng, mình bán con nha các bạn. Đây. Như vậy là mình về mình nuôi là nó khỏe nè các bạn, nó mạnh lắm rồi đó. Thấy không? Con này con thấy nó bự nè các bạn.